Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh người giảng lão pháp sư Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Hồng Hội Singapore thời gian năm 2001 tập 13 chào các vị đồng tu chào mọi người hai ngày nay từ Bắc Kinh Cam Túc Sơn Đông Liêu Ninh Và rất nhiều khu vực khác của Trung Quốc Còn có đến từ Ma Cao, Hồng Kông Và có người đến từ Pháp từ Nam Bộ và Đài Bắc, Đài Loan. Có rất nhiều đoàn đến đây. Tổng số khoảng gần sắp xỉ 200 người. Nhân duyên thù thắng vô cùng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Hôm nay đoạn Kinh Giang này Là trọng tâm của toàn Kinh Là tinh hoa Ở trong Hội Thập Thiện Nghiệp Đạo của Thế Tôn Là lời khai thị đặc sắc nhất Vì tối hôm nay Chúng ta giảng Kinh Mà những đồng tu này không thể đến để nghe được. Tôi nghĩ đoàn kinh văn này chúng ta nên bảo lưu lại để khi mọi người đến hãy giảng kỹ với họ. Đối với chúng ta tu hành, giảng sanh, chứng quả nó có quan hệ mang tính quyết định lòng người Thế gian Cách nghĩ Phức tạp vô cùng Quả thật Giới phần trước đã nói Trong kinh dùng thí dụ để nói Tất cả chúng sanh trong biển lớn. Hình sắc khác nhau. Không có gì không phải từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thử xem xã hội đại chúng họ nghĩ gì? Họ nói những gì? Họ đã làm những gì? quan sát tỉ mỉ thì hoàn pháp lợi sanh mới có thể khế cơ. Nếu như không biết căn tánh chúng sanh, không biết điều cần thiết trước mắt thì cái pháp này vô dụng rồi. Cái gọi là khế lý, không khế cơ Cổ đức gọi đây là Lời vô nghĩa Là hí luận Khế cơ không khế lý Là ma nói Những thứ mà ma nói khế cơ Căn cơ hiện nay là gì vậy? Tự tư tự lợi Danh vọng lợi dưỡng Tham sân si mạng mà chừng nói những thứ này Mọi người vừa nghe liền hoan nghỉ vô cùng Những lời thuyết pháp này Dẫn dắt bạn Đọa địa ngục Đó là ma nói Phật thuyết pháp Nếu như không khế cơ Ngài khế lý tuy không hại người nhưng mà chúng sanh nghe rồi không được lợi ích cái thuyết pháp này cũng là vô dụng chúng ta học phật trải qua nhiều năm nghiên cứu học tập như vậy phải chân thật giác ngộ được sanh tử là việc lớn nếu như không có cảnh giác này thì chúng ta cả đời này học phật chỉ uổng công thôi một đời này nhất định là vô ích có thành tựu hay không? Thiền Đạo Đại Sư nói rất hay. Điều do duyên ngộ không đồng. Ở trong duyên, cái quan trọng nhất là thiền tri thức. Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Câu nói đầu tiên là vậy chúng ta phải cầu minh sư tiêu chuẩn của cổ nhân là gần gũi thiền tri thức khi mình chưa khai ngộ khai ngộ ở đây là nói minh tâm kiến tánh thì nhất định không nên xa rời thầy các bạn hãy xem thiền tông ngũ lục ngũ đăng hội nguyên hoặc giả dạ, mọi người đọc qua lục tổ đàn kinh tại sao vậy chưa minh tâm kiến tánh cũng như đi đường mà ta không biết đường ta đi về đâu gần gũi thiện tri thức thiện tri thức đi ở phía trước chúng ta đi theo họ sẽ không bị sai đường sau khi đại triệt đại ngộ thì có thể độc lập không cần theo người khác con đường bạn đi chắc chắn không bị sai lầm giáo hạ quyết định bởi đại khai diên giải người hiện nay không hiểu cái đạo lý này không những nói là ít có thành tựu thậm chí là hoàn toàn không có thành tựu tự mình có vẻ như lao vào thiên hạ có vẻ như gánh vác công việc một mình không sai đến cuối cùng đều rơi vào ba đường mang tâm tốt đi hoàng pháp lời sinh độ chúng sanh, kết quả bị chúng sanh độ hết. Bị danh độ rồi, háo danh. Tham danh, bị lợi độ rồi. Bị tài độ rồi, bị sắc độ rồi. Bị năm dục sáu trần thế gian độ rồi. Các vị phải hiểu rằng, tài sắc danh thực thùy là năm con đường đi vào địa ngục chỉ một đường là phải đọa địa ngục. Đầy đủ năm đường thì vĩnh viễn khó thoát ra. Không dễ đâu. Người ngộ đạo không sợ. Họ đứng trước tài sắc danh thực thùy, thực sự không động tâm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì được, thế mới có thể độ chúng sanh. chưa đến cảnh giới này làm sao được trưa hôm qua chủ tịch đức giáo mời tôi ăn cơm mời tôi với cư sĩ lý mộc nguyên cư sĩ phó chúng tôi có ba người phía họ có bảy người Bữa cơm này ăn từ 12 giờ đến 3 giờ chiều Đã nói rất nhiều về vấn đề Hiện thực ở trong xã hội hiện nay Chúng tôi đôi bên trao đổi ý kiến Tuy là ăn cơm Nhưng thực tế là đang nghiên cứu thảo luận Đức giáo là một chi phái thuộc về đạo giáo. Chủ tịch của họ một tuần trước giới thiệu đạo đức kinh tại cư sĩ Lâm. Bản thân ông là một luật sư, vô cùng hiếm có, cũng rất ham học. làm thế nào đem văn hóa bản địa đề sướng lên? Nếu muốn cứu giảm tai nạn của thế kỷ sao? Thang Ân Tị Anh Quốc nói rất hay, chỉ có học thuyết Khổng mạnh và Phật pháp đại thừa. Tôi với họ cùng nhau đàm đạo Tôi đặc biệt nhấn mạnh chuyên tu Chuyên hoàng Khi tôi trở về Còn bằng vấn đề này với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Tại cư sĩ Lâm Pháp sư Ngộ Đạo cũng có ở đó Sự thành tựu Của đạo nghiệp Đức Hạnh sự thể hiện của chân thành từ bi không giống với hạnh phạm phu mấy ngày trước có người nói với tôi họ nói lão pháp sư minh sơn đã nói Ông nói Pháp Sư tịnh không Cả đời chỉ chuyên giảng kinh Ông mới có thể giảng hay được Tôi vừa Phải làm hội trưởng Vừa phải làm phương trưởng Biết bao nhiêu chuyện tạp sự Không thể chuyên tâm Dụng ý của lời nói này Thật là rất sâu Tôi khi mới bắt đầu học Phật Là hiểu rõ cái đạo lý này Tôi có hai tấm gương tốt ở trước mắt Một vị là tiên sinh phương Đông Mỹ Cả đời dạy học Không làm công việc hành chánh một vị khác là bạn học của tôi cư sĩ phó lạc thành ở thư viện cũng có không ít đồng tu đã gặp ông ấy là giáo sư lớp tiến sĩ đại học đài loan cả đời dạy học trong đó có một lần hình như là đại học thành công đài nam Mời ông làm viện trưởng viện văn học Làm được một học kỳ Liền từ chức trở về Chúng tôi cùng nhau ăn cơm Ông nói với tôi Hoàn toàn không phải việc của con người làm Phải ứng phó rất nhiều người và việc Tâm loạn cả lên Cho nên chúng ta nhất định phải biết Phật Pháp có hai hệ thống một hệ thống là Cả đời lập chí làm giáo viên Tôi cứ là giảng kinh Cứ dạy học Ngoài điều này ra Tất cả việc khác Không nghe, không hỏi Bạn sẽ đi về con đường thành công Bạn quả thật có thể đoạn phiền não Có thể khai trí tuệ bạn có thể được tâm thanh tịnh Bạn ở ngay trong đời này Chắc chắn thoát khỏi lục đạo luân hồi Một loại khác là Hộ Pháp Người xuất gia là nội hộ Làm trụ trì, làm chủ nhà Làm chấp sự tự diện là nội hộ Nội hộ tâm địa phải chân thành Tâm địa phải công bằng Tâm địa phải thanh tịnh Xây dựng đạo tràng Quản lý đạo tràng Mời Pháp Sư đến nơi này để giảng kinh thuyết Pháp Trước đây Trưởng Thư Diện Hàng Làm nội hộ Ở nơi đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm nội hộ Toàn bộ tinh thần quản lý đạo tràng ứng phó mọi phương diện để người giảng kinh người học đạo yên tâm làm việc đây là tu phước điều này sẽ được chư phật bồ tát gia trì ngạn ngữ thường nói phước chí tâm linh dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ chắc chắn được sanh Trưởng thư diện hàng có công đức gì vậy? Thành tựu ngày nay của tôi chính là công đức của bà. Không có bà hộ trì, chúng tôi đã tiêu từ lâu rồi. Hơn 30 năm trước, hoàn cảnh lúc đó, tôi vào lúc đó chỉ có hai đường để có thể chọn lựa. Một đường là hoàn tục, một đường là theo kinh sám Phật sự. Đâu có ngày nay Làm sao có thể ở đây giảng Kinh Hoa Nghiêm Là điều không thể Cho nên quản lý đạo tràng Xây đạo tràng Tất cả mọi thứ đều giao cho bà Bà đến hộ trì Công đức vô lượng vô biên Khi bà giảng sanh Đó là phước báo hiện tiền các đồng tu chúng ta đều nhìn thấy bà bị bệnh mà không có vẻ bị bệnh bạn thấy khí sắc dung màu của bà bà chết mà không có tướng chết bà giảng sanh đại khái là hai tuần mới nhập niệm mới đầy quan tài hai tuần mà sắc mặt vẫn tươi nhuận thân người mềm mại Trước khi giảng sanh hai ba ngày Hai lần nhìn thấy a di Đà Phật Một lần nhìn thấy Liên Trì Hải Hội Cho nên phải hiểu rằng Hoàng Pháp với Hộ Pháp Công đức là bình đẳng Không chỉ là bình đẳng Tôi vẫn thường nói Nhấn mạnh Công đức của hộ Pháp hơn hẳn Hoàng Pháp Hoàng Pháp thì dễ Hộ Pháp khó Không phải Bồ Tát đích thực Thì không thể hộ Pháp Hộ Pháp chắc chắn phải hứng chịu Biết bao nhiêu sự dày vò khổ nạn Chịu sự vị bán làm nhục của bao nhiêu người Thậm chí là hãm hại Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bị người ta du cáo Chính phủ điều tra ông 6 lần Sau khi điều tra xong, chứng minh trong sạch Đích thực là người ta du cáo Thẩm phán pháp diện nói với Lý Mộc Nguyên Ông có thể kiện ngược lại người ấy du cáo ông họ có tội lý mộc nguyên mỉm cười người học phật chúng tôi tất cả lấy từ bi làm gốc không tri cố vì thẩm phán này vô cùng khâm phục thế gian người bình thường không làm được chúng ta chịu những khổ nạn không muốn để người khác chịu những khổ nạn này thêm nữa Người khác dạy dò chúng ta Chúng ta không muốn dùng những phương pháp này Để dạy dò người ta trở lại Cho nên công đức của hộ pháp Bất khả tư nghị Về sau tôi xem thấy Ở trong kinh Đại Niết Bàn Phật cũng nói như vậy Vậy là chứng thực rồi trong Kinh Đại Niết Bàn Phật nói công đức của hộ Pháp hơn hẳn Hoàng Pháp Chúng ta thấy lục tổ đàn kinh Đại sư Huệ Đăng Nếu như không có được sự hộ trì Của Pháp Sư Ấn Tông Ngài cũng không biết phải làm sao Ai nhận ra ngài, ai biết đến ngài. ấn tông thật tuyệt vời, không phải người bình thường. ấn tông lúc đó ở lĩnh nam là vì cao tâm đại đức được mọi người tôn kính, ngưỡng mộ nhất. ngài gặp tổ huệ năng biết tổ đắc pháp ở tổ hoàng mai liền thế độ cho ngài sau khi thế độ xong bái tổ làm thầy các vị thử nghĩ ai có thể làm được đem thành tựu cả đời của mình toàn bộ dân hiến cho đại sư huệ năng người phàm không làm được là chư Phật Như Lai thị hiện. Phàm phu có người nào không tham cầu danh vọng lợi dưỡng? Bản thân đạt được rồi, làm sao chịu dân hiến cho người khác? Cho nên, sự thành tựu của Đại sư Huệ Năng chính là sự thành tựu của Ngài Ấn Tông. Ở trong Pháp Thế gian khi các vị đọc sách thì biết, sự thành tựu của Quảng Trọng là sự thành tựu của Bảo Thúc Nha. không có bảo thuốc nha thì bản lĩnh lớn nhất của quản trọng cũng chỉ là anh chàng bình dân cái học vấn mà cả đời ông ôm ấp không cách gì phát huy được cho nên công đức của người hộ trì hơn hẳn người đương sự Người hậu trì là thân phận gì vậy? giống như xây trường học họ là chủ tịch của ngôi trường này là giám đốc của ngôi trường này là hiệu trưởng của ngôi trường này người đương sự là giáo viên giáo viên có học thức có đức hạnh có năng lực nếu không có nhà trường đến mời bạn bạn có tác dụng gì bạn đến đâu để phát huy được nhất định phải có nhà trường tốt có những chủ tịch hiệu trưởng tốt đầy đến mời bạn, bạn mới có thể phát huy, bạn mới có thể thi thố tài năng giáo hóa chúng sanh. cho nên thích ca mâu ni phật đem công việc hộ pháp giao phó cho quốc dương đại thần để họ đến hộ pháp phật pháp truyền đến trung quốc vua và dân trung quốc đã tiếp nhận nền giáo dục phật đà đế dương đại thần hộ pháp Giáo dục Phật Đà do quốc gia thúc đẩy. Cho nên giáo dục Phật Đà đã trở thành văn hóa Trung Quốc. Dung hòa thành một thể với văn hóa vốn có của Trung Quốc, hiện nay không thể tách rời được. Chính phủ địa phương hộ pháp Bạn thấy trước đây chúng ta đọc sách, đọc sách xưa Thậm chí là ở trong sách cổ văn đều đọc thấy Quan chức địa phương đối với người xuất gia rất tôn kính Rất nhiều quan chức Còn đích thân đến nghe Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp Giữ lễ của người đệ tử nên giáo dục của Phật Đà. Kinh thập thiện nghiệp đạo, đoạn này là trung tâm. Quy kết về tâm thiện, niệm thiện, hành thiện. Niệm là tư tưởng. Hành là hành vi. Như vậy mới có thể lệnh chư thiện Pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, thành tựu thuần thiện. Nhà Nho gọi là chỉ ư chí thiện, mà không hề đưa ra được biện pháp thật rõ ràng, thật cụ thể. Biện pháp này ở trong Kinh Phật. Nhà Nho chỉ nói cái cương lĩnh, Nhà Phật thì nói chi tiết. Cho nên chúng ta muốn giác ngộ, muốn cứu chính mình. Ấn Quang đại sư thường thường đem chữ tử dán ở trên trán. Là vô cùng có đạo lý. Hằng ngày luôn nghĩ rằng mình sắp chết rồi, chết rồi sẽ đọa địa ngục. bạn có được cái tâm cảnh giác này có cái tâm sợ hãi này bạn mới thật sự biết đoạn ác tu thiện không có loại tâm cảnh giác này là mê hoặc điên đảo vô cùng đáng sợ lớp tập huấn cư sĩ lý mộc nguyên nói cho tôi biết quyết định phải làm. Lần này là Trung Quốc và Singapore hợp lại làm. Chúng ta hợp lại làm xem như khóa đầu tiên. Khóa đầu tiên của sự hợp tác. Trước đây là chúng ta tự mình làm. Lớp hợp tác này là lần đầu tiên. Thời gian tu học một năm. Có lẽ là nửa năm đầu ở Singapore, nửa năm sau ở Trung Quốc những việc chi tiết này do cư dị lý và hiệp hội phật giáo trung quốc thương lượng chúng tôi phụ trách dạy học chúng tôi phải làm cho tốt công việc bổn phận của mình ngoài việc giảng kinh dạy học ra việc gì cũng không nghe không hỏi định tâm ngay trên công việc này thì đạo nghiệp của chúng ta mới có thành tựu phải đem danh vọng lợi dưỡng buông xả cho thật sạch sẽ phiền não sẽ nhẹ trí tuệ sẽ ngày càng tăng trưởng người không có trí tuệ là do phiền não không chịu xả hết quy về gốc rễ chính là tôi thường nói từ tư tự lợi đây là gốc bệnh của chúng ta Gốc bệnh không trừ bỏ Là có bất thiện xen tạp ở trong đó Cho dù bạn tu thiện nghiệp mà không thuần Không phải thuần thiện Thì không thể giảng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Câu nói này phải đặc biệt nhớ kỹ Chúng ta không phải thuần thiện Không phải thượng thiện Niệm Phật, niệm tốt cỡ nào cũng không thể giảng sanh. Việc gì ở trong đời này tạo tội nghiệp, ở trong đời này đọa địa ngục. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ năm, Kinh văn hàng thứ ba. Long Dương Đường Tri Bồ Tát hữu nhất Pháp Năng đoạn nhất thiết Chư ác đạo khổ Hà đẳng vi nhất dị ư Trú già thường niệm Tư duy quán sát thiện Pháp Lệnh chư thiện Pháp Niệm niệm tăng trưởng Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Thị tức năng lệnh Chư ác vĩnh đoạn thiện pháp viên mãn đoạn khai thị này là trung tâm của bộ kinh này không chỉ là phần quan trọng nhất của bộ kinh này cũng có thể nói đó là trung tâm mà Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Không có gì khác. Cái gọi là phật Phật đạo đồng. Từ đó cho thấy tính quan trọng của đoạn kinh văn này. Chúng ta tu hành tu cái gì vậy? Đoạn kinh văn đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp môn chúng ta tu là Tịnh độ. tại sao phải học kinh thập thiện nghiệp đạo vậy thậm chí còn có người hỏi tại sao pháp sư còn phải giảng kinh hoa nghiêm một số người sơ học không hiểu rõ cái đạo lý này tịnh độ học từ đâu vậy Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Di Đề Hy Phu Nhân Đã gặp Đại Nạn Biến cố của gia đình Biến cố của quốc gia Đau khổ tột cùng Cầu Thế Tôn chỉ giáo có hoàn cảnh sống nào tốt hơn hay không và muốn cầu sanh gì đó thế tôn vô cùng từ bi đem cõi nước của chư phật mười phương biến hiện ngay trước mặt bà để tự bà nhìn thấy tự mình lựa chọn Bạn liền chọn Thế giới cực lạc của a di Đà Phật Vậy là chọn đúng rồi Thế tôn vô cùng tán thán Đối với sự lựa chọn của bà Bà muốn cầu sanh về Thế giới Tây Phương cực lạc Thích ca ni Phật Dạy bà như thế nào vậy Điều này chúng ta không thể không lưu ý Trước khi Phật chưa dạy bà phương pháp giảng sanh Trước tiên dạy bà tịnh nghiệp tam phước Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Điều thứ hai Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi điều thứ ba phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả phật lại nói cho bà biết ba điều này là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân pháp môn mà ba đời chư phật đã tu không giống nhau ý nghĩa này là nói vô lượng vô biên pháp môn. Đây là căn cơ. Vô lượng vô biên pháp môn chính là tu ba điều này. Ba điều này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh mà tổng cương, cương lĩnh tổng nguyên tắc, tắc trên thực tế chính là hai câu phía trước hiếu dưỡng phù mẫu phùng sự sư trưởng là hai câu này sự tu học phật pháp bắt đầu từ chỗ này cũng viên mãn ngay đây đây là căn bản những cái phía dưới đều là phương tiện Làm thế nào Viên mãn hai câu này Đó chính là chính câu phía sau Từ từ tâm bất xác Trời vì sao là phương tiện Ở trong phương tiện Điều quan trọng nhất là Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Kinh thập thiện nghiệp đạo chính là giảng giải hai câu này. Bạn nói kinh thập thiện nghiệp đạo chúng ta có cần học hay không? Không hiểu được thập thiện nghiệp đạo thì hiếu thân tôn sư chỉ là hai câu khẩu hiệu rỗng không, không thể thực hiện. Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Thực hiện ở từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Là thực hiện ở chỗ này Đây là tịnh nghiệp chánh nhân Đặc biệt là muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thế giới cực lạc là tịnh độ Tịnh độ làm sao có thể giảng sanh vậy? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh tâm thanh tịnh rồi thì ngữ nghiệp thanh tịnh thân nghiệp thanh tịnh ba nghiệp đều thanh tịnh nếu như bạn vị mỹ bằng đọc kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ vừa mở đầu nhắc nhở bạn cương lĩnh tu hành cũng là tịnh nghiệp tam phước Vậy chúng ta Khéo giữ khẩu nghiệp Ở trong khéo giữ khẩu nghiệp Điều quan trọng nhất là Không nói lỗi người Với cái mà Trong đàn kinh Lục tổ Huệ Năng Đại Sư nói Là hoàn toàn tương ưng Huệ Năng Đại Sư nói Người chân thật tu hành Không thấy lỗi thế gian chính là trong kinh vô lượng thọ nói: Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Hằng ngày nói thị phi, hằng ngày phê bình người khác, hằng ngày ý kiến thật nhiều. Thì người này không phải người tu hành. Người này không phải là đệ tử Phật. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp. Vậy chúng ta phải làm đến thuần thiện. Bắt đầu từ đâu vậy? Hôm nay đoạn kinh gian này là từ đây. Kinh văn vừa mở đầu, Phật bảo Long Dương đương tri. Sa Kiệt La Long Dương là người đương cơ của bản kinh Sa Kiệt La Long Dương là đại biểu cho chúng ta Sa Kiệt La là tiếng Phạn Nghĩa là Biển mặn Nước biển là có gì mặn biểu thị ý gì vậy biểu thị tâm chúng ta không thanh tịnh nước biển là mặn là khổ chúng ta biết được nước biển là trên lục địa tất cả mọi dòng sông thảy đều chạy về biển mỗi loại nước của dòng sông khác nhau là đại biểu cho nghiệp khác nhau của tất cả chúng sanh đều tập trung về biển lớn. Cái biển lớn này chính là đại biểu cho biển nghiệp. Trong Kinh Địa Tạng chúng ta thường hay đọc Long đại biểu cho ý gì vậy? Long đại biểu cho biến hóa. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung. Niệm niệm không dừng Thiên biến dạng hóa Biểu thị cái ý này Ở trong Kinh Phật Điều khó khăn nhất Chính là cái pháp biểu trưng của đó Bạn hiểu được pháp biểu trưng của đó Thì Kinh Phật không còn khó nữa Bạn sẽ lý giải rất dễ dàng Mới thật sự biết ý nghĩa mà Phật thuyết pháp trong kệ khai kinh nói nguyện giải như lai chân thật nghĩa cho nên đây là bảo chúng ta bảo chúng sanh trong sáu cõi đương tri bồ tát hữu nhất pháp bồ tát có nghĩa là gì vậy là người giác ngộ chúng sanh giác ngộ thì gọi là bồ tát đại sư huyền trang phiên dịch bồ tát là giác hữu tình chúng ta là chúng sanh hữu tình hữu tình tức là nói phạm phu lục đạo chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới chúng sanh hữu tình khi nào giác ngộ rồi người này được gọi là bồ tát cho nên ý nghĩa của bồ tát là chúng sanh hữu tình giác ngộ chúng ta phàm phu thông thường là chúng sanh hữu tình mê hoặc người này bắt đầu giác ngộ rồi sao gọi là giác ngộ vậy muốn lìa khổ được vui người này giác ngộ rồi Người thế gian chúng ta có người nào không muốn lìa khổ được vui đâu. Người người đều muốn lìa khổ được vui, nhưng mà họ nghĩ sai rồi. Đem khổ cho là vui, đem vui cho là khổ, họ bị điên đảo rồi. Đây là ngu si, đây là mê hoặc. Người thế gian cho rằng danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần là vui họ không biết đây là nguồn gốc của khổ hoàn toàn không phải vui hưởng thụ những thứ này kết quả là khổ báo ở ba đường trong kinh phật thường thường dùng liếm mật trên lưỡi dao để làm thí dụ người này chưa giác ngộ người thật sự giác ngộ rồi thì nhất định đi theo Phật Bồ Tát. Vì này giác ngộ rồi. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống đời sống ra sao vậy? Cái thứ nhất, tự tư tự lợi buông xả rồi. Khởi tâm đồng niệm. Vì chúng sanh. Vì xã hội. Vì chánh pháp trụ lâu Người này giác ngộ rồi Đoạn ác tu thiện Chuyển mê thành ngộ Người này gọi là Bồ Tát Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết Bồ Tát có một biện pháp Có một phương pháp Năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ chư ác đạo không chỉ là chỉ ba cõi sáu đường mà bao gồm cả mười pháp giới ở trong đó cái khổ ở ba đường ở trong kinh phật nói rất nhiều mặc dù các vị đọc kinh không nhiều Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tôi tin rằng mọi người đều đọc rồi. Ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cái khổ trong ba đường cũng đã nói không ít. Thường xuyên đọc, thường xuyên cảnh giác chính mình. Nếu chúng ta không thực sự làm nghiêm túc, nếu không cầu giác ngộ, trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói về những quả báo đó tức là chúng ta tương lai nhất định phải thọ nhận chúng ta có sợ không chắc chắn là không thể tránh khỏi vì chúng ta ngày nay khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm đều không tương ứng với nó Cái khổ ở nhân gian Là chúng ta hiện nay Đích thân cảm nhận được Trên trời tuy vui Nhưng có hoại khổ, có hành khổ Pháp giới bốn thánh Có cái khổ của không thể Phá vô minh chứng pháp thân Mười pháp giới thảy đều khổ Bồ Tát có phương pháp gì? Có thể đoạn cái khổ nạn của mười pháp giới vậy Chỉ cần có khổ chính là ác đạo Chúng ta gọi Pháp giới bốn thánh Nhưng là ác đạo Pháp giới bốn thánh so giới Nhất chân Pháp giới Nó chính là ác đạo Nó so với sáu cõi Nó là cõi thiện So với nhất chân Pháp giới Nó là cõi ác Bộ kinh này là kinh đại thừa Không phải kinh tiểu thừa Hà đẳng duy nhất bồ tát rốt cuộc dùng phương pháp gì vậy phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta thấy bảo là ngày đêm thường niệm tư duy quan sát thiền pháp cái thiền pháp này là thông suốt đến tận phía trên chúng ta muốn không sợ phiền phức đó chính là Ngày đêm thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Chúng ta đọc như vậy Mọi người sẽ dễ dàng hiểu Thiện pháp là gì vậy? Phần sau chỉ ra cho chúng ta thấy Pháp ấy tức chính là Thập thiện nghiệp đạo ở trang này đếm ngược đến hàng thứ ba bắt đầu xem hai chữ cuối cùng pháp ấy tức là thập thiện nghiệp đạo đây là nền tảng tu hành căn bản tu hành của chúng ta ngay cả cái này cũng không có thì không thể bàn đến niệm phật nữa là khỏi phải bằng đến tu hành nữa. Trú dạ là không gián đoạn. Ngày nay gọi là 24 giờ không gián đoạn. Thường niệm là ở trong tâm thật có. Tâm thì Tư duy là ý nghĩ Khởi tâm động niệm Ý nghĩ thiện Quán sát là hành vi Lời nói việc làm Thân ngự ý Không có bất thiện Như vậy mới được ở trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi là tâm bất thiện đây là căn bản bất thiện tại sao bạn lại tạo tội nghiệp vậy tại sao bạn lại tạo mười ác vậy đều là gì tự tư tự lợi chỉ có mình không có người khác cái sai này là cái sai lầm căn bản bồ tát giác ngộ rồi từ đó cho thấy phàm phu chúng ta mê mê chính là mỗi niệm tự tư tự lợi đây là mê Ở trong Kinh Kim Cang Phật đã nói mấy câu Có thể đem ra đối chiếu với điều này Trong Kinh Kim Cang nói Nhược Bồ Tát Hữu Ngã Tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức phi Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Nửa phần sau nói rất hay Nhược Bồ Tát hữu, ngã kiến Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Kiến là gì vậy? Kiến là khởi tâm đồng niệm. Kiến giải. Chúng ta ngày nay nói bạn còn có cách nghĩ này, cách nhìn này. Thì bạn không phải là Bồ Tát, là bạn mê. Là bạn không ngộ rồi người thật sự giác ngộ là vô ngã người này là giác ngộ rồi vô ngã tức là chúng ta ngày nay nói tương đối dễ hiểu là không có tự tư tự lời người này là giác ngộ còn có tự tư tự lời người này là mê hoặc chưa có giác ngộ phạm phu có khi nghe kinh nghe pháp phát sinh một niệm sáng suốt khoảnh khắc này là chắc ngộ rồi thế nhưng cái ý nghĩ thứ hai lại mê rồi cái giác ngộ này không thể duy trì không thể kéo dài Chúng ta ở giảng đường nghe kinh Giống như là hiểu rõ rồi Sau khi ra khỏi đây liền bê hoặc rồi Không ngăn nổi sự cám dỗ Của danh vọng lời dưỡng Tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài Lập tức liền thối chuyện ngay Cho nên ngày đêm không được gián đoạn Bạn mới là Bồ Tát Thỉnh thoảng phóng quang giống như ti chớp vậy không khởi tác dụng Tuy không khởi tác dụng Nhưng cũng rất đáng quý Tại sao vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay Giống gì chưa từng phóng quan Tuy phóng quan rất ngắn ngủi Một sát na cũng rất đáng quý Cho nên chúng ta nhất định Phải học tâm thiện Phải học ý nghĩ thiện Phải học hành vi thiện Bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo. Quyết định không được có ý nghĩ làm tổn hại chúng sanh. Đây là sát sanh. Không những không được sát, khiến chúng sanh phiền não cũng ngang bằng với sát sanh. Mạng sống của con người có xác thân vật chất, có pháp thân huệ mạng tinh thần. Cho nên chư Phật Bồ Tát trong kinh thường nói chư Phật Bồ Tát là khiến tất cả chúng sanh thường sinh tâm hoan hỷ đó là chư Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không nên khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não. Người khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, người này là ma, không phải là Phật. Phật không làm cái việc này. có lẽ đây là phật bồ tát đến thử thách bạn đến giày dò bạn đến khảo nghiệm bạn có chuyện này không vậy có ma cũng biết làm cái việc này ma là dày dò bạn thật sự không phải thử thách bạn phật bồ tát thử thách bạn bạn trải qua cái thử thách này bạn chắc chắn thành tựu Giống như đánh hét Ở trong tông môn thiền tông Đây là phương pháp dạy học của thiền tông Người ta thật sự có năng lực Thật sự có trí tuệ Một gậy đánh xuống Người này khai ngộ ngay Đó thật sự là phương tiện Đánh chết cũng không khai ngộ Đó là ma đó chắc chắn không phải là phật phật biết một thiền bản đánh xuống họ liền khai ngộ ngay minh tâm kiến tánh ngay khi một tiếng hét lên họ liền khai ngộ rồi họ hiểu rõ rồi nếu như nói đánh họ cũng không khai ngộ la hét cũng không khai ngộ thì tuyệt đối không dừng phương pháp này ma, Học cách thức này của Bồ Tát hại tất cả chúng sanh còn tự cho mình tốt. Tôi thành tựu cho anh. Cho nên, chúng ta phải có năng lực biện biệt giữa Phật với ma. Không để bị lừa. Đây là đưa ra cái cương lĩnh này. Ngày đêm đều phải tư duy thiện pháp. Phải tâm thiện, hành thiện Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây A-di-đà Phật Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ Vọng tay cư sĩ, sĩ A-gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật